Trong suốt mùa giải trước và mùa hè vừa qua, Jose Mourinho đã liên tục có thái độ bất mãn với ban huấn luyện Manchester United, đặc biệt là phó chủ tịch Edwin Watt. Đồng thời, ông cũng không được lòng các học trò khi không ngừng cau có và lôi từng cá nhân cầu thủ ra để chỉ trích gay gắt, đặc biệt là con Pogba, Anthony Martial và Luke Shaw. Quan trọng là Mourinho không có một định hướng phát triển cụ thể và mang tính thực tiễn cho đội hình của MU. Điều này thể hiện qua những mục tiêu chuyển nhượng mà Mourinho từng nhắm đến và những trận thảm bại khiến các cổ động viên phẫn nộ. Gần đây nhất, Manchester United đã có trận thua đáng thất vọng 2-3 trước đối thủ Brighton vốn được đánh giá thấp hơn. Mourinho bất mãn với các học trò và cả ban huấn luyện MU vì thế. Không có gì quá khó hiểu khi nội bộ quỷ đỏ xảy ra nhiều mâu thuẫn khó giải quyết từ phòng thay đồ cho đến trên sân cỏ. Theo đó, cựu tiền vệ nổi tiếng Lee Sharp đã thể hiện quan điểm rằng ông hy vọng huấn luyện viên Mourinho sẽ rời quỷ đỏ trước kỳ nghỉ Giáng sinh vì những màn trình diễn nghèo nàn mà người đặc biệt đã thể hiện. Sharp nhấn mạnh, Mourinho chưa bao giờ tỏ ra hài lòng từ khi đến Old Trafford. Ông ấy làm việc không có kế hoạch. Không ai trong số các cầu thủ biết được mình sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Đã có những nguồn tin rằng Mourinho không đưa ra được những chiến thuật cụ thể trước khi các trận đấu bắt đầu. Ông ấy chỉ lựa chọn những gương mặt để xếp vào đội hình và mặc kệ họ tự xử lý các vấn đề. Cũng theo Sharp, chính vì không có được đội hình như mong muốn sau khi kỳ chuyển nhượng hè kết thúc, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã không đủ tự tin ở mùa giải mới. Nhưng thay vì tỏ ra hèn nhát, đáng lẽ Mourinho nên tập trung vào việc dẫn dắt những cầu thủ hiện có và truyền cảm hứng cho họ. Trong khi đó, Sharp cho rằng Zinedine Zidane, cựu huấn luyện viên Real Madrid, là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho vị trí của Mourinho ở Manchester United. Ông đã đạt được những đỉnh cao cùng câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, trong đó có 3 lần liên tiếp đăng quang ở Champions League và chức vô địch La Liga mùa giải 2016/17. Zinedine Zidane là mẫu SLV lý tưởng thay thế cho Mourinho với bảng thành tích đáng tự hào như thế. Chắc chắn Zidane là một trong số những huấn luyện viên được săn đón nhất trên thế giới. Mặc dù Zidane chưa bao giờ hé lộ thông tin gì về điểm dừng chân tiếp theo của mình sau khi rời sân vận động Santiago Bernabeu, nhưng dường như ông vẫn muốn đương đầu với những thử thách mới, chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai. Sharp nói thêm, Zidane là một cầu thủ tài năng, một huấn luyện viên xuất sắc. Sự dạn dày kinh nghiệm của Zidane sẽ giúp ông ấy chịu được áp lực cao khi dẫn dắt một câu lạc bộ lớn như Manchester United. Dan Littek, Mourinho, Old Trafford, thay thế Mourinho, Zidane.